Tâm trí vô thức có hiệu suất hoạt động và sự thông thái lớn hơn tâm trí ý thức rất nhiều. Tâm trí vô thức kiểm soát cuộc độc thoại nội tâm của con người, quyết định xem chúng ta có mua hàng hay là không. Nên bất cứ người bán hàng hay là marketing nào mà có thể chạm được vào cuộc độc thoại nội tâm của khách hàng thì người đó sẽ chiến thắng. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Chúng ta đang ở trong một thời đại số mà thông tin quảng cáo nhan nhản khắp nơi trên mạng, thông tin tuyển đại lý khắp nơi, và chúng ta đôi khi cũng tự hỏi là không biết khi nào tôi sẽ chết vì ngộ độc quảng cáo đây. Ở góc độ của người làm kinh doanh thì chúng ta nên có cái sự đồng cảm và thấu hiểu cho cái tâm lý quá tải về quảng cáo này của khách hàng. Nếu chúng ta tiếp tục telesale vô tội vạ, chạy ads tràn lan và đăng tuyển đại lý khắp mọi nơi thì tất cả những gì chúng ta làm là chỉ là mang lại sự khó chịu cho khách hàng mà thôi, và cũng không mang lại bất cứ một cái lợi ích nào cho chúng ta cả. Thì ông Paul Halley là bậc thầy về marketing cũng như là tác giả của cuốn sách Cuộc Cách Mạng Marketing Du Kích, Tính Thuyết Phục Chính Xác của Tâm Trí Vô Thức. Ông đã nói rằng con đường để chúng ta tới được trái tim, tới được cảm xúc của khách hàng chính là thông qua tâm trí vô thức. Ok, thì chắc bạn đang tự hỏi là không biết tâm trí vô thức là cái quái gì đúng không? Thì thực ra tâm trí vô thức chỉ đơn giản là tiềm thức, nó chính là trực giác, là thứ mà chúng ta hay gọi là độ nhạy kinh doanh là trực giác. Thì đối với khách hàng trực giác là nơi họ quyết định 90% cho tới 95% quyết định mua hàng của họ. Để hiểu xem tâm trí vô thức là gì thì chúng ta hãy cùng xem xét câu chuyện sau. Đội lính cứu hỏa được gọi đến để dập tắt một đám cháy tại một nhà kho rất rộng lớn. Ngay khi đến nơi, cả đội khảo sát tình hình nhà kho và mệnh lệnh được đưa ra là tiến vào cơ sở để dập tắt. Sau khoảng 2-3 phút, người chỉ huy bỗng linh cảm không lành và lệnh cho mọi người rút hết ra ngoài. Họ trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng anh ta vẫn cương quyết ra lệnh cho tất cả phải lập tức chạy ra khỏi khu vực cháy. Chỉ trong vòng 30 giây sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài, nhà kho nổ tung và nơi những người lính cứu hỏa vừa rút quân đã nhanh chóng trở thành một địa ngục kinh hoàng. Cả đội chắc chắn sẽ chết nếu ở lại trong đó. Tất cả bọn họ đều nợ tâm trí vô thức của viên chỉ huy một mạng sống. Khi được các kênh truyền hình phỏng vấn khoảng một tiếng sau sự kiện đó, viên chỉ huy vẫn không cách nào lý giải được vì sao mình lại đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm sau thì anh ta đã hiểu được chính xác vì sao bản thân lại lệnh cho cả đội rút ra. Lý do là vì nhờ tâm trí vô thức, anh ta đã nhận thấy rằng khói từ đám cháy có màu cam chứ không phải màu đen xám. Ngoài ra thì dường như không khí đang bị hút vào trong đám lửa. Tâm trí vô thức của anh cũng chú ý rằng ngọn lửa này rất yên tĩnh, trong khi trước đó vẫn còn những âm thanh lách tách quen thuộc thường gặp trong những đám cháy thông thường. Chính những chi tiết vô thức đã tạo ra một quá trình so sánh quan trọng trong bộ não viên chỉ huy. Nó tự động liên hệ đến hàng trăm vụ cháy mà đội cứu hỏa đã từng trải qua, kết hợp với những điều mà ông đã học được cũng như đã gặp. Kết quả là tâm trí vô thức đã nhận ra kiểu cháy Backdraft, một trong những kiểu cháy nguy hiểm nhất thế giới, thường gắn liền với những vụ nổ kinh hoàng. Do tính chất nguy cấp của tình hình, tâm trí vô thức đã không cho tâm trí ý thức bất kỳ cơ hội nào để phản bác. Nó chỉ đơn thuần phát đi một thông điệp: có nguy hiểm, phải rút quân ngay. Ok, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là tâm trí vô thức thực ra có hiệu suất hoạt động cực kỳ cao và nhạy bén hơn tâm trí ý thức rất là nhiều lần. Bản chất quá trình tư duy của con người chính là quá trình vô thức, và thông thường thì cái tâm trí ý thức với năng lực kém hơn lại hay tỏ ra logic, tỏ ra tư duy để phản bác lại cái quá trình suy nghĩ của tâm trí vô thức. Tuy nhiên trong gần hết như là 95% khả năng thì tâm trí vô thức sẽ chiến thắng, và bạn sẽ hay quyết định mua hàng hay làm một cái gì đó theo cảm xúc là chính hơn là lý trí. Cho nên người ta hay nói cảm xúc chính là vô thức mà lý trí chính là ý thức, nhưng mà thông thường cảm xúc luôn chiến thắng. Như vậy thì khi chúng ta đã biết được cái bí mật này á, rất ít người bán hàng biết được cái này nha. Thì chúng ta còn tập trung marketing, tập trung bán hàng, tác động vào ý thức làm cái gì? Chúng ta cứ cố logic hóa suy nghĩ khách hàng làm cái gì? Khi chúng ta đã biết bản chất con người ta chính là sinh vật cảm xúc, chúng ta hãy tập trung chương trình marketing, tập trung kỹ năng bán hàng chúng ta để tác động vào tâm trí vô thức của khách hàng, vì đó chính là nơi khách hàng quyết định là họ có mua hàng hay là không. Trong cuộc sống bình thường cũng vậy, nếu chúng ta có thể tác động được vào tâm trí vô thức của người đối diện thì chắc chắn chúng ta sẽ có được tình yêu của họ và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. Ok, hôm nay mình nhá hàng chơi vậy thôi. Ở video kế mình sẽ tiết lộ một số cái công cụ giúp chúng ta có thể tác động được vào tâm trí vô thức của khách hàng trong việc bán hàng và marketing. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy subscribe kênh của mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.